bao cùng nhịp sống đất nước ta đang trên mình. Đào hoa bao muốn con tim bước sang kỷ nguyên số. Bao trái tim đang mong chờ, cao hát ta mong từng giờ để cùng một lòng toàn dân chung tay chuyển đổi số. Đào từ mọi miền tổ quốc ý chí ta chung một lòng. Từ thành thị biển quê xa bước vào cuộc hành trình số. Bao thách thức đang chờ ta, ánh sáng tương lai gọi ta. Chuyển đổi số quốc gia đang vươn mình bay xa. Chuyển đổi số mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số hành động của chúng ta. Kết nối người dân với nền kinh tế số, chính quyền mang lại lợi ích nhân dân. Chuyển đổi số mục tiêu ngày mai, chuyển đổi số hành trình cho tương lai. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, góp phần công cuộc chuyển đổi số hôm nay. Đào hòa vào cùng nhịp sống đất nước ta đang trên mình. Đào hòa vào muốn con tim bước sang kỷ nguyên số. Bao trái tim đang mong chờ, khao khát ta mong từng giờ để cùng một lòng toàn dân chung tay chuyển đổi số. Đào từ mọi miền tổ quốc ý chí ta chung một lòng. Từ thành thị biển quê xa bước vào cuộc hành trình số. Bao thách thức đang chờ ta, ánh sáng tương lai gọi ta. Chuyển đổi số quốc gia đang vươn mình bay xa. Chuyển đổi số mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số hành động của chúng ta. Kết nối người dân với nền kinh tế số, chính quyền mang lại lợi ích nhân dân. Chuyển đổi số mục tiêu ngày mai, chuyển đổi số hành trình cho tương lai. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, góp phần công cuộc chuyển đổi số hôm nay. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, góp phần công cuộc chuyển đổi số hôm nay. Cùng nhịp sống đất nước ta đang chuyển mình. Đào hòa vào muốn con tim bước sang kỷ nguyên số. Bao trái tim đang mong chờ, khao khát ta mong từng giờ để cùng một lòng toàn dân chung tay chuyển đổi số. Đào từ mọi miền tổ quốc ý chí ta chung một lòng. Từ thành thị miền quê xa bước vào cuộc hành trình số. Bao thách thức đang chờ ta, ánh sáng tương lai gọi ta. Chuyển đổi số quốc gia đang vươn mình bay xa. Chuyển đổi số mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số hành động của chúng ta. Kết nối người dân với nền kinh tế số, chính quyền mang lại lợi ích nhân dân. Chuyển đổi số mục tiêu ngày mai, chuyển đổi số hành trình cho tương lai. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, góp phần công cuộc chuyển đổi số hôm nay. Chuyển đổi số mục tiêu quốc gia, chuyển đổi số hành động của chúng ta. Kết nối người dân với nền kinh tế số, chính quyền mang lại lợi ích nhân dân. Chuyển đổi số mục tiêu ngày mai, chuyển đổi số hành trình cho tương lai. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, góp phần công cuộc chuyển đổi số hôm nay. Nơi mỗi người dân sẽ là công dân số, Việt Nam một lòng.